khách sạn đoàn tàu lấy ý tưởng từ một con tàu siêu tốc. Khi chọn vị trí để xây dựng khách sạn đoàn tàu thì chúng tôi đã chọn một cái vùng đồi cao để có thể hình tượng hóa được một con tàu siêu tốc lượn qua những cái cung đường đồi núi và những con đèo cao của rừng núi Tây Bắc, là một cái điều rất là đặc trưng. Để có thể tạo nên một con tàu siêu tốc thì chúng tôi đã lên ý tưởng cũng như là thiết kế nên con tàu này. Sau đó là đến quá trình xây dựng và sử dụng tất cả các cái vật liệu để làm lên con tàu này. Cảm nhận để cho du khách cảm thấy thật nhất, giống với một con tàu bằng chất liệu sắt thép thì đã được bả matit và sử dụng sơn siêu bóng. Từ đầu tàu cho đến các khoang tàu, là trong mỗi một khoang đó sẽ là một căn phòng với đầy đủ các tiện nghi và hiện đại ở trong đó. Để xây dựng hoàn thiện cái khách sạn đoàn tàu này thì chúng tôi mất trong vòng khoảng hơn một năm. Và tất nhiên là cũng sẽ có những khó khăn nhất định, do khi chúng tôi lựa chọn cái địa hình để xây dựng khách sạn đoàn tàu này thì giảm thiểu tối đa việc tác động lên cái cảnh quan tự nhiên của đồi núi, gần như là sẽ giữ nguyên. Vì vậy là cái con đường để vận chuyển các vật liệu xây dựng lên cái khách sạn đoàn tàu này là một con đường rất nhỏ, chỉ vừa với một xe nhỏ để có thể vận chuyển dần các cái vật liệu lên để xây dựng nó. Thank you.